Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Tân Lạc. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Sáng ngày 29 tháng 7 tại xã Ngọc Mỹ, ông Bùi Đức Hình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình và các ông bà tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa 17 ứng cử tại huyện Tân Lạc và tổ đại biểu số 1 Hội đồng nhân dân huyện Tân Lạc khóa 20 Nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiếp xúc với cử tri hai xã Đồng Lai và Ngọc Mỹ sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2024. Tại buổi tiếp xúc cử tri, sau khi nghe tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình thông báo kết quả kỳ họp thứ 19 kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 và tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tân Lạc thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 kỳ họp thường lệ giữa năm 2024. Ngay lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội của huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 và thông báo trả lời ý kiến cử tri của các cơ quan chức năng kỳ họp trước. Cử tri của hai đơn vị đều đánh giá cao hoạt động và vai trò của Hội đồng Nhân dân tỉnh và huyện, đồng thời đề xuất những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất của địa phương. Như cử tri sáng ngọc Mỹ đề nghị các cấp các ngành quan tâm di rời một số cột điện nằm trong hành lang an toàn giao thông, gây mất an toàn 20 hộ dân của xóm bồi cút xã ngọc mỹ phải dùng chung một công tơ điện bằng hệ thống dây tự kéo ảnh hưởng đến chất lượng điện và mất an toàn nhất là trong mùa mưa bão hệ thống mương bay ở xóm đôi xã ngọc mỹ đã xuống cấp không đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất cử tri xã đông lai đề nghị nhà nước sớm đầu tư bê tông hóa phần còn lại của tuyến đường từ xóm đồi bưng đi xóm mưa chết ngoài các ý kiến nêu trên cử tri cũng đã đề xuất và kiến nghị những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh kinh tế và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân phát biểu tại hội nghị ông bùi đức khinh phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh hòa bình đánh giá cao các ý kiến kiến nghị của cử tri đồng thời giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền đối với những đề xuất kiến nghị cần sự nghiên cứu vào cuộc của nhiều cấp nhiều ngành tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh và tổ đại biểu hội đồng nhân dân huyện tổng hợp chi tiết chuyển tới các cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu giải quyết Chiều ngày 29 tháng 7, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Sự hội nghị có đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Quách Cao Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Việt. Tại huyện. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy đã công bố hai quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ. Theo đó, điều động đồng chí Vương Thị Thú Anh, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội, đến để công tác tại Ban tổ chức huyện ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban tổ chức huyện ủy, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2024. Điều động đồng chí Phạm Đăng Quyên, trưởng phòng tư pháp, đến để công tác tại Ban sân vận huyện ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban sân vận huyện ủy, cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu, kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2024. Tiếp đó, lãnh đạo phòng đội vụ huyện đã công bố 4 quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện về công tác cán bộ, bao gồm Điều động bổ nhiệm ông Bùi Tiến Lực, trưởng phòng dân tộc, giữ chức vụ trưởng phòng tư pháp huyện kể từ ngày 26 tháng 7 cho đến khi được nghỉ chế độ, theo quy định. Điều động bổ nhiệm có thời hạn 5 năm, đối với ông Bùi Đức Hiển, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, giữ chức vụ trưởng phòng tài nguyên và môi trường. Tiếp nhận bổ nhiệm có thời hạn 5 năm, đối với ông Bùi Văn Chánh, phó trưởng ban tổ chức huyện ủy, giữ chức vụ trưởng phòng dân tộc huyện. Tiếp nhận bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với ông Bùi Minh Hải, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy, giữ chức vụ trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện. Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được điều động bổ nhiệm trong đợt này, đồng chí Lê Văn Thạch, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy khẳng định trong thời gian qua việc thực hiện công tác cán bộ luôn được thường trực ban thường vụ huyện ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và đã tạo được sự đồng thuận thống nhất cao trong tập thể lãnh đạo, trong cán bộ đảng viên và các tổng lớp nhân dân. Thông qua công tác luân chuyển điều động cán bộ nhằm phát hiện, bồi dưỡng và tạo môi trường thuận lợi để cán bộ phát huy năng lực sở trường trong công tác, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong việc tham mưu, đề xuất tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện nhà. Đối với 6 đồng chí được điều động bổ nhiệm lần này đều là những cán bộ lãnh đạo có năng lực và đã trải qua nhiều vị trí, cương vị công tác có kinh nghiệm thực tiễn và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bí thư huyện ủy tin tưởng các đồng chí trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy tốt năng lực của mình, giữ vững bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ công tác, giữ vững sự đoàn kết thống nhất cùng tập thể các cơ quan tiếp tục thực hiện hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024. Trong các ngày 25, 26 và ngày 27 tháng 7, đoàn công tác của huyện Tân Lạc do đồng chí Đinh Duy Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban, Nhân dân huyện làm trưởng đoàn, đã đến sông Hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và học tập kinh nghiệm trong việc quản lý trật tự xây dựng đô thị tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên là nơi an nghỉ của 1864 anh hùng liệt sĩ và một mộ liệt sĩ tập thể. Trong đó có phần mộ của các anh hùng liệt sĩ người hòa bình, hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Đây không chỉ là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ, mà còn là nơi suy tôn, là biểu tượng sáng người của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần ý chí đấu tranh giành độc lập của dân tộc và khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác của huyện đã thành kính sông hương trên đài tưởng niệm và trên các phần mộ liệt sĩ trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và khắc ghi công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ cùng ngày đoàn công tác của huyện tân lạc cũng đã đến sông hương tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận vị xuyên tiếp đó đoàn công tác của huyện đã đến tìm hiểu và học tập kinh nghiệm về công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị tại huyện mèo vạc tỉnh hà giang Mèo Vạc có 17 xã và một thị trấn, trong đó có 3 xã biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Toàn huyện có 17.617 hộ với trên 95.000 nhân khẩu và 17 dân tộc anh em cùng sinh sống. Về phát triển kinh tế, địa phương tập trung phát triển nông, lâm nghiệp và dịch vụ. Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đô thị của huyện có những chuyển biến tích cực. Huyện đang tập trung thực hiện đề án xây dựng thị trấn Mèo Vạc sáng, xanh, sạch đẹp. Trong đó đặc biệt chú trọng tới công tác quản lý kiến trúc đô thị, theo hướng phát huy lợi thế, xây dựng thị trấn trở thành điểm nhấn, tạo đà thúc đẩy du lịch dịch vụ. Đồng thời, củng cố và mở rộng hệ thống đường giao thông, kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân bảo vệ, giữ gìn vệ sinh cảnh quan môi trường. Đặc biệt, đã thực hiện tốt về quy động xã hội hóa xây dựng đô thị, hoàn thiện hệ thống chợ trung tâm Bào Vạc, hình thành các điểm du lịch cộng đồng, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch. 6 tháng đầu năm 2024, tổng giá trị lĩnh vực thương mại dịch vụ huyện Bào Vạc ước đạt 437,45 tỷ đồng. Lượt khách đến Mèo Vạc đạt 318.666 lượt người. Sáng ngày 30 tháng 7, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lễ khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 22-23 năm 2024. Sự lễ khai giảng có đồng chí Quách Cao Sơn, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Bùi Thị Tự, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, giám đốc trung tâm chính trị huyện. Đồng chí Vũ Quang Hùng, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức huyện ủy đã đến dự. Trong thời gian học tập, 107 học viên đến từ các chi bộ, đảng bộ trực thuộc huyện ủy sẽ được nghiên cứu, học tập 18 chuyên đề gồm: Triết học Mark Lenin, kinh tế chính trị Mark Lenin, chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước ngoài ra trong quá trình học tập các học viên còn được cung cấp thông tin về tình hình thời sự các hoạt động chính trị kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh của thế giới trong nước và địa phương phát biểu tại lễ khai giảng đồng chí quách cao sơn phó bí thư thường trực huyện ủy đề nghị cán bộ giảng viên trung tâm chính trị huyện làm tốt công tác quản lý lớp học quản lý học viên trên cơ sở nội dung bài giảng giảng viên cần gắn lý luận với thực tiễn để học viên dễ hiểu dễ tiếp thu đối với các học viên cần xác định rõ ý thức, trách nhiệm, niềm vinh dự được tổ chức lựa chọn, cử đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phải nỗ lực khắc phục khó khăn, sắp xếp công việc khoa học để tham dự các buổi học đầy đủ, thực hiện nghiêm nội quy, quy định của Trung tâm Chính trị huyện. Đồng thời, tích cực nghiên cứu, học hỏi, tìm đọc tài liệu để bổ sung kiến thức để khóa học có kết quả học tập tốt nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Tân Lạc. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự. Trong thời gian nghỉ hè, thời tiết nắng nóng nên các em dễ tìm đến các nơi như bể bơi, ao, hồ, sông suối để tắm nhằm tăng cường công tác phòng chống đuối nước, trang bị kỹ năng bơi cho trẻ em. Kể từ đầu tháng 6 năm 2024, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Tân Lạc đã phối hợp với một số xã thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức khai giảng các lớp học bơi miễn phí phòng tránh đuối nước cho trẻ em. Lớp học bơi miễn phí này dành cho các cháu nhỏ trong độ tuổi từ 7 đến 14 tuổi do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Tân Lạc phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Phong Phú tổ chức. Do Kỳ Ngư, Kỳ Cựu, Bùi Thị Mùi, xóm Bường Kem, xã Phong Phú phụ trách. Ngày nào cũng vậy, từ 16 giờ ở khúc suối này luôn rộn vang tiếng cười của các cháu tham gia lớp học bơi với sự hướng dẫn tận tình của huấn luyện viên, sau một thời gian ngắn, các cháu không chỉ biết bơi mà còn được trang bị các kỹ năng cơ bản về môn bơi lội, kỹ thuật bơi, kỹ thuật phối hợp chân tay kết hợp thở và nhất là kỹ năng xuống nước an toàn. Cháu Bùi Đình Bảo, xóm Mường Kem, xã Phong Phú, huyện Tân lạc, tỉnh Hòa Bình nói: Trước đây khi chưa được học bơi thì con cảm thấy sợ chân đuối khi tiếp xúc nước. Khi sau khi được học bơi thì con cảm có để tự tin hơn khi đối mặt với nước ạ. Trên địa bàn huyện Tân Lạc hiện có 23.386 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có 7.450 trẻ em dưới 6 tuổi. Nhằm hạn chế những vụ tai nạn đuối nước trên địa bàn huyện, ngay từ đầu dịp hè, khi các cháu nghỉ học và được nhà trường bàn giao về địa phương sinh hoạt hè, Ủy ban, Nhân dân huyện đã chỉ đạo các đơn vị và các xã thị trấn, đoàn thanh niên và các ngành đoàn thể có nhiều hoạt động tích cực trong đó tập trung vào việc dạy bơi, mở các lớp học bơi miễn phí cho trẻ em và các kỹ năng phòng tránh đuối nước. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các hoạt động thông tin về tai nạn đuối nước cho trẻ em trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm trong việc phòng chống tai nạn thương tích đuối nước ở trẻ em. Phấn đấu, trên địa bàn huyện đến năm 2025, có 75% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Trên 60% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn. Ông Bùi Văn Viện, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, chia sẻ. Trung tâm Văn hóa đưa vào cái kế hoạch trung tâm và cứ đến hè thì lại mở các lớp mưa miễn phí để dạy cho các em trong cái lứa tuổi này rất là hiếu kỳ. Thế nên là ngoài cái trang bị cho các em cái kỹ năng để biết phòng chống nước, nước là một cái vị, là một trong những là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và ngoài ra là biết bơi nữa đuối nước trẻ em là vấn đề rất cần sự chung tay vào cuộc của các ban ngành các địa phương trong toàn huyện thường xuyên quan tâm triển khai các biện pháp phòng chống tuy nhiên để hạn chế tình trạng này vai trò giám sát quản lý con em của mỗi gia đình và ý thức của chính bản thân các em mới là yếu tố quyết định mong rằng với sự chung tay của toàn xã hội các em sẽ có một mùa hè an toàn bổ ích phóng sự vừa rồi đã khép lại chương trình phát thanh của trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông huyện tân lạc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt